mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay lên clip số 349 cho các anh, tổng cộng là 20 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào, liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có kích thước nhỏ, em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn những đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD, thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn ha. Em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 này em lên là một cây sủi. Một cây sủi hàng của Nhật nha các anh. Đây, nó sẽ có một cái tem như thế này. Kanzawa, hàng của Nhật. Cái logo của thương hiệu này như hình một cái dấu móc, cái chữ A nó móc lên nhẹ ra. Nó tem còn nguyên vẹn ha. Cái đoạn này thì mình sẽ lắp cái lưỡi dao rọc giấy vào là mình sử dụng được rồi các. Mình sẽ dùng vít vặn cái này ra ha. Đây, nó sẽ hở ra này một tí nè. Đấy, mình sẽ cho cái lưỡi rọc giấy vào đây. Sau đó mình vặn nó lại, cố định. Đó, thì mình sử dụng rồi. Còn cái dưới tay cầm này sẽ có cái lớp nhựa nè, bọc cho mình cầm rất là êm tay. Và cái phần này em thấy là còn nguyên vẹn hết ha, không có nứt rách gì hết luôn. Về kích thước thì chiều dài cái này nó được 18,5 cm. Cái đoạn này thì mình lắp lưỡi dao rọc giấy 8 cm nha các. Giá của nó là 100.000, mã số 1. Mã số 1, mã tiếp theo. Mã số 2 là một cây kiềm điện. Một cây kiềm điện hiệu Mary. Đây các, cây này cũng là hàng của Nhật luôn ha. Cái này hàng của Nhật luôn. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm vào chữ Mary nè. Mary N1050. Logo nội địa Nhật là các chữ H. Đó, khích sát, lưỡi là khích sát nha các, không có hở sáng gì hết nha. Đó, và trên này là thép là nguyên vẹn hết nè. Còn phía dưới tay cầm thì sẽ có cái lớp vỏ bằng nhựa cho mình luôn. Bên trong này thì sẽ có đúc nổi là dòng chữ Mary Japan, hàng của Nhật ha, hai bên luôn các. Nó vỏ là không có nứt rách gì cả nha các. Mình xem răng bên trong luôn ha. Đây, răng bên trong em thấy là còn khá đẹp và cái phần lưỡi cắt là không có bị mẻ gì hết nha các. Em sẽ test cắt dây điện cho các anh xem luôn ha. Em có sợi này, cắt rất là ngọt luôn. Sợi này sợi nhỏ này, có một sợi nó lớn hơn một tí đây đó, cắt cũng rất là ngọt luôn ha. Em test luôn cả dây đuôi nha. Đây, rất là ngọt luôn đó. À, về kích thước của cây này thì chiều dài nó được 16,5 cm, cái phần lưỡi này là được 2,5 cm đó các. Giá cây này là 150.000, mã số 2. Mã tiếp theo, mã số 3 là một cây mỏ lết răng hiệu Super. Một cây mỏ lết răng size 300mm bằng nhôm, hiệu Super, hàng của Nhật nha các. Bên trên nó sẽ khắc nổi lên cái chữ Super nè, AB300. Size này là 12 inch, heavy duty Japan nè các, hàng của Nhật ha. Về cái phần nhôm này thì em thấy nó không có bị cấn mót nứt bể hết nha các. Này số 300, logo nội địa Nhật nè, light alloy. Đó, nó có một số vết cấn thôi, giao hàng đã qua sử dụng chứ nó không có nứt bể hết nha các. Cây này thì về cái chiều dài của nó khi mà nó chưa mở ngàn là được 26,5 cm nha các. 26,5 cm, bây giờ em sẽ vặn mở ngàm nè. Ngàm vặn thì rất là nhẹ nhàng trơn tru luôn. Đây, răng bên trong này các, răng còn rất là đẹp luôn ha. Đó, răng đẹp 300 alloy, nó sẽ khắc nổi này. Bên này có số phần luôn nè các, 3/8, 1/2, 3/4 nè, 1 nè, 1/4 và 1/2. Đây, bên này răng cũng còn rất là đẹp luôn các. Có góc bên này thì nó hơi, nó bị mất cái miếng răng ngay đây, rất là nhỏ nha các, góc này thôi. Đó, bên này nhìn thì hầu như là không thấy luôn, vẫn còn đẹp ha. Cái này em thấy còn đẹp, nó chỉ có mẻ nhẹ góc này một tí thôi. Về cái phần ngàm thì nó mở tối đa được 6 cm,
Là mở tối đa số xem. Còn về cân nặng nè, cây này nó nặng 716 gram. 716 gram, giá của nó là 230 nghìn, mã số 3. Mã tiếp theo, mã số 4. Mã số 4 là một cây cưa gập hàng của Nhật luôn nè các. Cái phần này là bằng nhựa nha các, bằng nhựa nguyên vẹn hết luôn nè, không có nứt bể gì hết nha. Và dưới này là cũng bằng nhựa luôn, mà nhựa TP, nó mềm các, mình cầm rất là êm tay, nó cũng không có nứt rách gì cả. Cái này mình muốn mở thì mình sẽ nhấn vào đây nha các. Đấy, nhấn vào là cái lưỡi nó tự bung ra luôn rồi. Nhấn vào nè các, hay là nó rớt ra nè. Đây này cũng vậy, mình muốn gặp lại thì mình cũng nhấn. Đó, ha. Bên trên này thì nó sẽ khắc laser cái chữ Made in Japan này, LS500004 răng nè các. Đấy, răng cưa còn rất là đẹp luôn nè, mới ha, không có bị mòn, bị mẻ hay là mất một cái răng nào hết. Về kích thước của cây cưa này thì chiều dài nó được tới 39,5 cm và lưỡi là 17 cm, 17 cm. Cái này khi mà mình gấp gọn lại thì nó chỉ còn 22 cm. Giá cái này là 150 nghìn, mã số 4. Em qua mã tiếp theo, mã số 5 là một cây kéo tỉa râm hàng của Nhật nha các. Một cây kéo tỉa nè, bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật, mà các khắc chìm vào luôn cái chữ Nhật. Con này thì nó có nước sơn màu đen. Đó, về cái phần thép là nguyên vẹn hết nha các, không có cấn móp nước bể gì hết ha, và nước sơn cũng còn rất là mới. Xem lưỡi nè, lưỡi là cũng nguyên vẹn, không có bị mẻ hay là bị rỗ gì hết các, còn rất là đẹp. Em sẽ test cắt giấy cho các anh xem nha. Rất là ngọt luôn các. Cái này thì mình mua về mình sử dụng để cắt tỉa những cái cành nhỏ thôi các, cành nhỏ hoặc là những cái lá trong vườn, rất là tiện luôn. Chiều dài của nó là được 20,5 cm và lưỡi là được 5,5 cm. Giá cái này là 200 nghìn, mã số 5. Và tiếp theo, mã số 6 là một cái sẻng lưỡi thép trắng hàng của Nhật nha. Đây, hàng của Nhật. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Kobe Steel này, in Japan, hai carbon ba layer, nó thép carbon 3 lớp nha các. Đó, và cái bên ngoài là thép trắng. Bên trên này thì nó sẽ khắc chìm là những cái vạch khắc vào luôn, 5, 10 bên này ha. Thép trắng thì nó không có rỉ và nó còn rất là mới luôn nè. Phần cán gỗ, cán còn đẹp luôn các, không có bị nứt bể gì hết. Ở đây có một cái lỗ để có thể là mình tra cái sợi dây vào, mình treo cái sẻng này lên được luôn ha. Về chiều dài cái này được 28 cm, lưỡi là được 14,5 cm và ngang này được 7,5 cm. Giá cái sẻng này là 120 nghìn, mã số 6. Và tiếp theo, mã số 7 là một cây kìm cộng lực, kìm cắt cộng lực hiệu HIT nè các. Cái này cũng là hàng của Nhật luôn. Em sẽ quay từ cái phần tay cầm trước đây. Đây thì nó bị nứt cái phần nhựa bên ngoài một tí, nó lỗ cán ở phần này ha. Nó còn lại thì nó nguyên vẹn nè, nó không có bị nứt rách thêm chỗ nào nha các. Vỏ này cầm rất là êm tay luôn. Còn phía trên này thì nó sẽ khắc chìm vào cái chữ BAT.B HIT nè, logo nội địa Nhật nè. Lưỡi thì nó hở sáng cái góc dưới này một tí nè, hở sáng tí. Japan khắc chìm nè, alloy steel HIT 350, chữ HIT nè, logo nội địa Nhật nè, 14 inch forged steel ha. Cắt cáp là 7 mm nha các, size 350. Con này thì đây, nó mặt sau thì nó cũng sẽ khắc những cái thông tin tương tự ha. Cái phần này là bằng thép rất là chắc luôn nha các, cầm rất là nặng tay luôn. Đó, cái này thì dùng để cắt sắt
cắt thép thì nó sẽ có cái đường kính tối đa là 7 mm ha. Lưỡi nè các. Nó bên góc này thì nó nhâm phần lưỡi thêm một tí. Còn bên này là nguyên vẹn nha các. Lưỡi bên này là ok ha. Đó, nhìn dưới góc này thì lưỡi còn khá đẹp. Rồi, vậy em sẽ đo kích thước của cây này. Chiều dài nó được 37 cm. Riêng cái phần lưỡi là được 2,5 cm nha các. Giá cây này là 200.000. Mã số 7. Tiếp theo mã số 8 là một cây mỏ lết. Một cây mỏ lết hiệu Sankey 200 mi, size số 8 á các. Bên trên này thì nó sẽ có một cái góc này nó tróc xi một tí coi, còn lại là sáng đẹp ha. 200 mi 8 inch này, Sankey 15 thai. Chỗ này là form S đó, bên này rất là sáng ha, đẹp nha các. Mặt này thì sẽ có logo nội địa Nhật nè, chrome vanadium và chữ Japan, hàng của Nhật. Em sẽ vặn mở ngàm lên cho các xem nè. Đây, miệng ngàm bên trong đây đó. Ngàm còn nguyên vẹn nha, không có bị nhâm hay bị rỗ, bị mẻ gì hết nha các. Và cái phần răng ngàm nước xi bên trong cũng còn đẹp luôn, sáng bóng. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 20,5 cm và ngàm này mở tối đa là 2,5 cm. Giá cái này là 100.000, mã số 8. Và tiếp theo mã số 9 là một cây búa. Một cây búa tròn hai mặt. Đây các, mã số 9, một cây búa Nhật. Con này thì cái chữ Nhật của nó sẽ được khắc bên dưới này là các. Khắc nổi lên luôn ha. Chữ Nhật. Về phần thép này em thấy rất là cứng chắc luôn nha các. Và còn đẹp nha, nó không có bị cứng giật như nhiều. Về mặt búa này, mặt này thì nó có những cái vết búa, vết nhâm nhẹ do hàng đã qua sử dụng các. Mặt này đây là những cái dấu tích đã qua sử dụng ha. Về phần cán, cán là cán gỗ, nó không có bị nứt nẻ gì hết nha các, cán nguyên vẹn nha. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 32 cm. Ngang búa này được 9,5 cm. Đường kính mặt búa là được 3,2 cm đó các. Cây này thì nó nặng 660 gram. Giá của nó là 150 nghìn. Mã số 9. Theo mã số 10 là một cây cần lắc tôn đầu 3/8. Nó sẽ bao gồm một cây cần lắc nè, một cái đầu lắc léo và một cái khẩu luôn á, 3/8 hết luôn. Em sẽ mở cái này ra để em quay cây cần lắc trước đi ha. Cần lắc tôn hàng của Nhật. Cây này còn rất là mới luôn nha các. Đầu 3/8 nè các anh xem. Nước xi rất là mới luôn ha. Nó rất là sáng bóng, các cái góc cạnh này là không có bị mẻ, bị mòn gì hết các. Còn đẹp hết luôn. Hiệu tôn này, Japan, hàng của Nhật. Cái này không tì vết luôn các, nó rất là sáng. NO271 nè, tôn nè. Đó, ốc là nguyên zin hết luôn ha. Đấy, còn đẹp hết luôn. Em sẽ test cái phần tự động cây này nha. Đang xoay qua trái nè, đổi chiều nè. Xoay qua phải. Hoạt động trơn tru hết luôn. Tiếp theo sẽ là về cái phần đầu lắc léo và cái khẩu. Cái này thì nó trơn quá, em mở cái khẩu ra không có được á. Em sẽ quay cái phần lắc léo ha. Đây, đầu khẩu này mình gắn vào đầu 3/8 bằng các góc cạnh cũng còn đẹp luôn. Tôn là các mã là 208 Japan 974. Nước xi rất là sáng luôn ha. Cả cái này từng cái chi tiết của nó cái nào cũng còn mới luôn các. Kiểu hàng dùng lướt này. Đây là lắc léo trái phải này, trên xuống này. Còn cái này là cái khẩu 12 nha các. Đây. Nó cũng sẽ khắc chữ tôn này, 3D 12 Japan 969. Riêng đầu khẩu là 12 ha.
nó sẽ ra cái đầu khóa như thế này, đẹp luôn các. Em sẽ lắp vào nha, đây, lắp vào như thế này. Em test, em lại tiếp tục xoay test cái phần tự động. Đấy, mình cầm xoay như thế này, xoay qua phải nè, đổi chiều ngược lại đây nè, xoay qua trái. Và ở đây là cái đầu lắc léo thì nó sẽ xoay các hướng. Đó, mình vào trong những cái góc hẹp nó rất là tiện luôn các, xoay 360 độ luôn ha. Đấy. Cái này các anh dùng lực mạnh hơn hoặc là có thể chắc là phải dùng kìm hay gì đó mình kẹp vào cái đầu này mình gỡ nó ra được nha các. À, đầu khẩu bên trong nè, khẩu lắc léo 3 phần 8. Này khẩu size số 12. Một bộ luôn rất là nhiều cái chi tiết ha. Về kích thước của cây cần lắc này thì nó dài 18,5 cm. Giá cho ba món này là 350 nghìn. Mã số 10. Mã số 10 350 nghìn. Mã tiếp theo mã 11 là một cây mà tút dây cắt dây hiệu Ozan. Là dùng mà cắt tút dây điện ha. Bên trên này nó có cái chữ Hosan khắc laser mà nó mờ rôi gần hết rồi các. Còn trên này là những cái lỗ để tuốt dây còn nguyên vẹn hết ra, không có mẻ gì luôn. Nó có một cái đoạn nhỏ này là cắt dây điện nè, bên dưới này thì sẽ là dây đuôi và dây ba. Bên cạnh nó cũng có những cái size nó để đây nhưng mà nó trôi cũng gần hết rồi các. Bên này em thấy được số 10, 12 nè, 10, 11, 12 nè. Còn về phía dưới tay cầm này thì sẽ có cái lớp này bằng cao su mềm mà các, cầm rất là êm tay nha, mà nó không có bị nứt rách gì cả. Mình sẽ xem bên trong, nó có cái đoạn răng nhỏ để kẹp nè, cũng còn đẹp luôn. Đây em sẽ test tuốt dây trước đi ha. Này là cái sợi cũng thông dụng này, cái size này cũng trung bình các anh hay dùng này. Em sẽ test ở ô số 2 thử đi. Tuốt ra phát một luôn nha các. Đây. Bếp tuốt nè. Đầu bên này đi. Cắt xuống một cái là mình kéo ra ok nha các. Đấy, này là tuốt ha. Cái sợi này em test cắt luôn. Cắt rất ngọt nha các. Em có một cái size nó nhỏ hơn. Là size này, sợi này. Tại này thì để vào đây nó không có vừa, nó không có tép tuốt được đây. Nó ô lực nhỏ hơn. Nó cũng hơi rộng cho nên là nó chưa có tép được, chỉ có size cái sợi vừa rồi là size thông dụng các anh. Thì em tuốt ở ô số 2. Còn lại là bốn ô lớn hơn. Thì em nghĩ cái size số từ cái ô này là 2 chấm nè. Thường thường là ô này 2 chấm, còn hai ô này là lớn hơn nữa. Em test cắt với tuốt rồi ha. À, về kích thước nè, chiều dài cái này nó được 22 cm, giá của nó là 150 nghìn. Mã số 11. Mã tiếp theo mã 12 là một cái đầu nối hơi, một cái đầu nối hơi hiệu Cupla, hàng của Nhật nha các. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào chữ là hai Cupla Nito Koki COSD. Ở đây là Made in Japan, hàng của Nhật ha. Còn bên dưới này thì sẽ có cái số 90SN đặt BH192. Các anh xem là nước xi nó rất là sáng luôn ha. Cái này còn rất mới. Đầu bên trong này đẹp hết luôn. Sorry. Cái này thì có vặn mở ở đây nữa nè các. Đây, đầu bên trong này các bạn, em sẽ đo thử nó được bao nhiêu ly. Này được 11 ly nha các, 11 ly. Còn cái này em không biết đo sao, chắc là em sẽ kẹp cái phần này đi. Nó không tới. Hay là kẹp trong này ta. Kẹp trong. Em cũng không rành cái này, em kẹp này thấy ở trong này là 4. Còn bên ngoài này thì kẹp xuống này nó không có tới. Này được 6 7 8 8 ly.
Muốn cái đầu này vào như thế này. Ở phần này là xoay. Hoạt động trơn tru hết nha các. Chiều dài cái này được 6,1 cm. Giá của nó là 150.000, mã số 12. Và tiếp theo mã 13 là một cây cờ lê khóa vòng, cờ lê khóa tự động. Một cây hiệu SK11 nha các. Hàng của Nhật, xe số 10 nè. Đây. Bên trên này nó sẽ khắc chìm vào chữ SK11 nè. SPG gạch G10F, size số 10. Cái nước xi bên ngoài nó còn rất là sáng luôn nè các. Cái con này kiểu hàng dùng nước này em thấy nó còn rất là mới luôn. Còn đẹp. Cực đầu cờ lê, miệng cờ lê bên trong nè các. Con này cái màu xi của nó bên ngoài kiểu như bạc bạc, kiểu sliver mà nó ánh lên đó các. Nhìn rất là đẹp, rất là sang luôn nè. Đầu này là đầu khóa. Đầu khóa cũng là size số 10. Bên trong là miệng đẹp luôn, không có bị mòn, bị mẻ, bể gì hết nha các. Cái này khóa tự động một chiều. Và cái chỗ này có lắc léo luôn nè. Cờ lê, khóa vòng size số 10. Chỗ này thì có chữ Spider. Cái này là in lên thôi nha các. Còn bên này là khắc chìm, cái hiệu của nó SK11, hàng của Nhật ha. Về kích thước cây này thì chiều dài của nó được 16 cm, giá của nó là 2.000. Cái này em thấy đẹp nè, cái mua về sưu tầm em thấy là cũng ok. Giá của nó là 200.000, mã số 13. À, tiếp theo mã 14 là một cái viên đá mài. Đấy, đá mài hiệu Katashiwa. Con này nó cũng là hàng của Nhật luôn nha các. Nó sẽ có một cái miếng lót bằng cao su bên dưới như thế này. Còn trên này thì nó sẽ in những cái thông tin như là tên thương hiệu Katashiwa này, chữ Nhật nè, Made in Japan nè. Viên này thì nó có hai mặt, mặt trắng và mặt vàng, thì độ mịn là 5.000 và 10.000 nha các. Nó còn nguyên siêu luôn, hàng mới chưa sử dụng. Về kích thước của cái viên này thì chiều dài này được 18 cm, ngang là 6 cm và cái này nó dày 2,7 cm nha các. 2,7 cm. Em ốp cái này vào. Viên này thì nó nặng 626 gram. Giá của nó là 200.000, mã số 14. Mã tiếp theo mã 15 là một cây cắt ống đồng hiệu SK11 nè, cùng với cái hiệu cây cờ lê khóa vòng lúc nãy nha. Đây, SK11 luôn, cắt ống đồng nhỏ nhỏ rất là dễ thương luôn các. Bên trên này thì nó sẽ khắc nổi lên cái hiệu SK11 BC22, tức là nó sẽ cắt ống đồng có đường kính ống tối đa là 2,2 cm nha các. Con này thì thân nó bằng nhôm, cầm rất là nhẹ tay luôn. À, đây nè, 3 đến 22 mm, 1 phần 8 chứ 7 phần 8 OD. Lưỡi nè các. Lưỡi là đẹp luôn ha, không có bị mẻ gì hết nha. Cái thanh quay này là bằng bằng thép, có sơn đen. Em sẽ vặn. Vặn vào nè. Rất là nhẹ nhàng luôn nha các. Vặn ra. Về kích thước của cây này thì chiều dài nó được 7 cm nè các. Giá cây này là 150.000, mã số 15. Mã 15. Em qua mã tiếp theo, mã số 16 là một cây tua vít hiệu Klein Tool, hàng của Mỹ nha các. Một cây vít. Cái phần vàng vàng này là nhựa trong suốt nè. Nó sẽ nhìn thấy được cái cây thép bên trong. Còn cái phần nhựa này là nhựa TPE màu đen các. Trên này nó sẽ in những cái thông tin như là Klein Tool nè.
602-4 in USA, hàng của Mỹ. Nhựa là còn nguyên vẹn, không có nứt rách gì cả nha các. Nó có cái hiệu dấu trừ dưới này. Và chỗ này cũng sẽ có một cái dòng chữ đúc nổi lên luôn, Made in USA, hàng của Mỹ. Cái này không có tháo để xoay đầu được nha các, cố định lên luôn ha. Mũi vít thì em thấy là còn khá đẹp nè, nó không có bị mẻ hay là bị mòn gì hết nha các. Nước xi cũng rất là sáng luôn. Về kích thước của cây vít này thì chiều dài nó được 20,5 cm và mũi vít này được 7 ly nha các. 7 ly, giá cây này là 100.000, mã số 16. Mã tiếp theo, mã 17 là một cây kìm bỏ quả. À, một cái kìm mỏ quả của Đức nha các, Germany. Hai bên trên này nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Made in Germany nè. Sau đó quét cái sơn đen lên nha các. Góc này thì nó hơi tróc cái sơn tí ha. Steel CRV 52-54 HRC thép nè. Rất là cứng chắc luôn. Không có bị cấn móp nứt bể gì hết nha các. Nguyên vẹn hết nha. Còn về phía dưới tay cầm thì sẽ có cái lớp vỏ bằng nhựa này cho mình luôn, nó bọc bên ngoài. Nhựa thì cũng nguyên vẹn, không có nứt rách gì cả nha các. Mình xem răng bên trong ha. Đây, răng bên trong cây này còn rất là đẹp nè. Răng còn đẹp. Cái đoạn ngàm này thì nó mở tối đa được 3 cm nè các. Ngày mở tối đa 3 cm, còn về chiều dài tổng thể của nó thì nó được 25 cm. Giá cây này là 200.000. Mã số 17. Em qua mã tiếp theo, mã số 18. Mã số 18 là một cây cuốc. Một cây cuốc hàng của Nhật nha các. Cuốc thép trắng cán gỗ. Trời mưa rồi. Hên quá mà gần quay xong rồi. Hôm qua cũng trời gầm quá trời luôn mà nó không mưa đó. À, bên trên thép này thì nó sẽ khắc chìm vào cái chữ Nhật. Đã khắc chìm lên luôn cái chữ Nhật nha các. Thép trắng. Rất là sáng luôn và nó sẽ không có bị rỉ sét theo thời gian nha các. Lưỡi nè. Đẹp luôn, không có bị mẻ gì cả. Về phần cán gỗ. Đây. Cán gỗ. Nguyên vẹn hết luôn, không có bị nứt nẻ gì cả. Còn rất là mới ha các. Cây này thì chiều dài của nó được 27 cm, lưỡi này được 12 cm, đoạn này được 6 cm nha các. Giá của cây cuốc này là 100.000, mã số 18. Một cây cuốc thép trắng hàng của Nhật, 100.000. Và tiếp theo, mã số 19 là một cây cưa lách hàng của Nhật nè các, hàng của Nhật luôn. Đây, cái phần cán gỗ nè các. Cán gỗ còn rất là mới luôn ha. Nó có một đường bị thâm nhẹ ở đây. Còn lại là đẹp nha, không có bị nứt bể gì hết các. Lưỡi nó sẽ xuống như này và nó có hai con ốc để xiết lại. Bên trên lưỡi thì nó sẽ. Đây, cái này là một lưỡi hai lưỡi. Đây, cái lưỡi nó như so le với nhau. Nhìn góc này em cứ tưởng là hai lưỡi luôn các. Made in Japan này, nó sẽ khắc laser lên ha. Xuất xứ là của Nhật. Lưỡi nó làm so le với nhau và có góc ngoài, góc trong nữa nè. Nhìn dưới góc này em cứ tưởng là hai lưỡi. Lưỡi còn rất là mới đẹp luôn nha các. Không có bị mẻ hay là bị gãy một cái lưỡi nào hết nha. Và kích thước của cây cưa này thì chiều dài của nó được là 33,5 cm và lưỡi là được tới 21 cm nha các. Cây này thì giá của nó là 100.000, mã số 19. Và em đến mã cuối cùng là một cây cưa nữa. Cây này cưa tay nè, hiệu Liflex, hàng mới luôn, chưa dùng nha các, còn nguyên hộp luôn nè. Bên trên này thì nó sẽ có chữ Liflex, đây là những cái chữ Nhật nè. Đó, nó trên cái phần giấy ha. 250 ml. Rồi lại là chữ Nhật nữa.
những cái hình ảnh minh họa nè. À, bây giờ có công nghệ rồi, các anh nhìn mấy cái chữ này không hiểu thì mình có thể dùng Google Translate và mình quét những cái chữ này ra thì nó sẽ tự động dịch ra tiếng Việt, và nó sẽ ghi chú là chuyển từ chữ Nhật qua chữ tiếng Việt ha. Đây, cái này hàng mới của Nhật nè, đây là những cái dòng chữ Nhật mô tả sản phẩm, mã vạch nè, đầy đủ hết luôn. Bên trong cái cưa này, cái phần tay cầm này là ủ bằng cái loại nhựa mềm nha các, cầm rất là êm tay luôn. Trên này có những cái vân nè, nó mình cầm chống tuột, nó mình thao tác cưa nó sẽ không có bị tuột ra ha. Nó hàng mới rất là đẹp luôn. Và khung cưa nè, lưỡi cưa cũng vậy nè các anh. À, trên này có chữ gì này, Tungsten Alloy Steel 250 x 15 x 0.62 24T. Đó, răng nè, răng lưỡi còn đẹp luôn, không có bị gì hết ha. Cái này hàng mới. Là em sẽ vặn mở cái này ra, vặn nhẹ một đường thôi là nó tuôn ra rồi. Cái này thì mình cũng có thể lắp vào những cái cưa lớn, nó có hai cái đầu lắp nè các, nó hai cái đầu lắp ha. Đây là của hãng, là cho nó vào đây, nó đụng đến dưới này luôn nè các, hoặc có thể mình nới ra, nó tùy vào cái mục đích sử dụng cũng như là cái không gian mà mình làm việc á. Đây, nó có thể xuyên qua đây luôn nha các. À, bên dưới thì có xuyên qua được nè, để mình cho nó đụng đến đây thôi, cho nó vào. Xiết bằng tay, xiết hờ hờ thôi các. Còn anh muốn vặn vặn chặt thì mình sẽ vặn trên vít ra, vặn chặt vào nữa được mà. Về kích thước của cây cưa này thì chiều dài nếu mà em lắp kiểu này thì nó được 26 với 5 cm, còn riêng cái phần khung cưa thôi là 20,5 cm nha các. Giá của cây cưa này là 180.000, mã số 20, một cây cưa hiệu Life, hàng của Nhật, hàng mới luôn, còn nguyên hộp. Số 20. Vậy làm nó lên xong 20 mã hàng trong clip số 349 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này, hãy để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Huy Quyền. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.